Rồi. Quá ngon. Về ga đi. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay thì chúng tôi đã dọn vệ sinh và kiểm tra test xong được một chiếc máy cắt cọc bê tông K760 của Husqvarna. Các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc máy này qua video chúng tôi đang quay. Chiếc máy này thì chất lượng cực kỳ ok luôn. Và các bạn có thể thấy được cái hình thức của máy. Máy còn nguyên zin 100% luôn, tất cả các chi tiết. Nếu mà đối với cái dòng máy cắt cọc bê tông này thì các bạn có thể thấy được có hai cái thương hiệu gọi là đình đám nhất, đó chính là Husqvarna và Estin. Đây là cái hai cái thương hiệu đình đám nhất về máy cắt cọc bê tông luôn. Bởi vì máy cắt cọc bê tông này thì nó sử dụng động cơ hai kỳ, giống như kiểu cái máy cưa xích của chúng ta ấy. Và cái nói về cái công nghệ sản xuất động cơ hai kỳ thì không thằng nào qua được Estin và Husqvarna. Nếu mà các bạn theo dõi cái máy cắt cọc bê tông K760 này, các bạn tham khảo thì giá của chiếc máy này mà mới tinh trên thị trường ấy cực kỳ đắt. Một chiếc máy này, nếu mà tôi không nhầm, một chiếc máy K760 của Husqvarna thì nó giá nó sẽ rơi vào tầm 33 triệu chưa VAT. Đấy là nếu mà tôi không nhầm, giá nó khoảng 33 đến 35 triệu gì đó. Thì đấy là giá của những cái chiếc máy cắt cọc bê tông K760 mới tinh. Và đây là chiếc máy đã qua sử dụng rồi, đời cao, hình thức của nó còn khá là ok. Cái máy này thì cái phần bảo vệ của nó các bạn có thể thấy được rộng hơn so với các cái loại khác. Và cái lưỡi của nó các bạn có thể lắp được tối đa là lưỡi 350. Đây các bạn có thể thấy được thông số ở trên cái phần chắn bảo vệ luôn. Lưỡi của nó là 350. Và với việc sử dụng lưỡi 350 thì các bạn có thể cắt được chiều sâu tối đa là 15 phân. Đây, máy của nó còn rất là đẹp, nguyên hết. Về tổng quan ngoại hình thì các bạn có thể thấy được chiếc máy này khá giống như chiếc máy cưa, nó chỉ khác cái phần cơ cấu chuyển động thôi. Chiếc máy cưa thì thay vào cái việc sử dụng dây croa thì nó sử dụng xích và lam. Còn chiếc máy cắt bê tông này thì sử dụng phần dây croa kéo phần trục, kéo sang cái phần trục chuyển động để lắp lưỡi vào. Nó rất là giống nhau. Còn về hình thức của chiếc máy này còn khá là đẹp, gần như là nguyên luôn. Giá của chiếc này mới thì cũng rất là chát. Để mà các bạn có thể bỏ ra một số tiền mua một chiếc máy này mới tinh về thì tại Việt Nam mình cái số, tức là cái chi phí mà các bạn bỏ tiền ra mua chiếc máy này thì nó vượt khá là cao, vượt quá cái khả năng và thu nhập của các bạn. Do đó thì lựa chọn một chiếc máy đã qua sử dụng như thế này thì bao giờ cũng là một cái lựa chọn rất là tối ưu. Và chiếc máy này thì chúng tôi đang bán tại Điện Máy Bình Sơn với giá là 9.800.000 cho một chiếc máy cắt cọc bê tông K760 như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy được chiếc máy này còn rất ok nhá. Và cái máy này thì cái nhược điểm của nó là cái việc sử dụng xăng nhớt. Nếu mà các bạn dùng xăng nhớt mà pha nó không chuẩn tỷ lệ thì rất dễ đến hiện tượng là chết quả hoặc là tụt hơi. Do đó thì các bạn hoàn toàn phải cực kỳ phải lưu ý khi sử dụng cái mẫu cắt cọc bê tông K760 này là các bạn phải sử dụng cái nhớt pha phải tiêu chuẩn. Đừng nhiều khi các bác sử dụng nhớt pha xăng ấy, nó hết nhớt thì các bạn dùng cái nhớt kém chất lượng. Chúng ta dùng chỉ cần cố một tí thôi, vì cái tua vòng của cái máy này rất là cao, chúng ta chỉ cần dùng một tí thôi, dù gọi là nhớt kém chất lượng một tí thôi thì là cái hơi của chúng ta lập tức bị xước ngay. Nên các bạn cực kỳ lưu ý và cẩn thận khi sử dụng cái mẫu cắt cọc bê tông K760. Sau đây thì chúng tôi sẽ test nổ thử cho các bạn để các bạn có thể cảm nhận được cái tiếng máy của nó, cái độ chất của máy của nó như thế nào, xem còn ngon không và phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau test thử. Rồi. Quá ngon. Về ga đi. Ok, lại. Một tay. Nhẹ nhàng. Quá ngon.
Các bạn có thấy ngon không ạ? Tôi thì tôi không thấy ngon, mình không ăn được. Rồi ok, các bạn có thể like, share, subscribe kênh YouTube của Điện Máy Mì Sơn để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.